Em Đại Thanh Audio xin gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Trong clip ngày hôm nay em Thanh sẽ lên cho anh em về một cái bộ combo karaoke nhỏ gọn này, tiện lợi này và giá cực kỳ hợp lý. Trước mặt anh em đây là một đôi loa bass 30 của thương hiệu GM, một đôi loa sơn sần cát sử dụng bass tép của Selection, một đôi loa bãi rất đẹp các bác nhá. Cùng với đó là một sự kết hợp của một con đẩy liền vang số, liền micro không dây, một thiết bị 3 trong 1 nhỏ gọn mà cực kỳ giá hợp lý luôn. Tổng combo này của chúng ta có giá 17.500.000 mà. Còn là nếu anh em ở gần cửa hàng em bán sẽ bớt tiền vận chuyển đi. 17.500.000 cho anh em một cái combo hát karaoke cho không gian 20m2, anh em không phải chơi sub. Đây là một đôi loa bass 30 và đủ giải âm, lời hát mic rất hay, và đánh với một con đẩy liền vang có công suất là 600W nhập với 2 kênh. Mỗi một kênh là 600W, đánh với một đôi loa bass 30 có RMS chỉ có 300W thôi thì nó đánh sẽ rất là hay. Các bác nhá. Sau đây em Thanh sẽ test cho anh em một đoạn nhạc để anh em cảm nhận nhé. Với những cái bộ này chúng ta vừa nghe vừa hát được. Chúng ta chơi ở những không gian nhỏ anh em nhá. Thì nó rất hiệu quả. Cực kỳ hiệu quả luôn. Con đẩy liền vang này nó nhỏ gọn, nó ngắn đấy. Đấy, và cái loa bass 30 cũng rất là hài hòa. Yêu mới hôm qua nay lạnh lùng bằng giá. Ôi người yêu giống mơ, người chiếm lấy thiên hạ nay phung phần xa vắng. Thôi tình của tình đau chiều nay ta bơ vơ trên thảm dài hoang vắng, xót thương trong cuộc tình tao lắm. Nhìn sóng vô miên man thương cho đời cay đắng. Miêu ơi có biết hay chăng, tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những mất mơ cho đêm đêm ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lời thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Karaoke tình như lá bay xa. Tất nhiên là được. Sau đây là một vài video. Đấy, một đoạn karaoke để anh em cảm nhận với cái bộ 17.500.000 này. Một đôi loa bass 30 kết hợp với một con đẩy liền vang liền mic, một thiết bị 3 trong 1. Hứa hẹn những cái bộ này nó sẽ rất là phù hợp đối với những không gian nhỏ và những anh em không quá cầu kỳ về chi tiết về chỉnh vang, rồi thì là sự kết hợp giữa đẩy vang mic. Đấy, và không có điều kiện đánh những cái bộ nó quá bạo lực thì chơi bộ này. Hiệu quả cực kỳ luôn các bạn nhá. Đó, gửi tới anh em ca khúc Tình Như Lá Bay Xa. Đấy. Stick vàng, vị gà, sản khoái, công thức chứa nhân sâm và vitamin nhóm B. 679-12 Chiếu Minh. Cái mic của loa bass 30 nó sẽ dày ấm hơn. Em sẽ gửi tới anh em ca khúc Tình Như Lá Bay Xa để anh em cảm nhận chất âm nhé, chất âm tiếng mic nhé. Chứ còn em hát thì nó cũng không được hay lắm. Rất mong anh em thông cảm. Tình yêu mới hôm qua nay lạnh lùng bằng giá. Ôi người yêu dấu hơi, người chiếm lấy tim ta nay phụ phàng xa vắng. Thôi thì cuộc tình đau chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng, xót thương cho cuộc tình ta. Nhìn sóng vô miên man thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi có biết hay chăng, tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta vẫn còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lần thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa.
xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. Hát thích lắm anh em ạ, với bộ này hát rất là thích luôn. Đó là một sự kết hợp và em Thanh cũng chưa chỉnh kỹ bộ này đâu, nhưng mà em thấy là Con Đẩy Liền Vang cái đời mà mã mới ra năm 2023 này nó có nhiều cái cải tiến rất là hay. Nó đã đánh được cho một đôi loa ra chất âm, ra đủ giải bát trung chép. Nó thay thế những cái Con Đẩy mà hồi cách đây một năm thôi, nó là Class D, nó cũng không dã được cái những loa 30 này ra được tiếng bát hay đâu. Những cái mạch của con này nó dạng dạng kiểu Class H đấy, mà nguồn nó nguồn xuyến tròn nên là nó đánh ra khá là hay và em cực kỳ ấn tượng. Thì những cái bộ như này thì những anh em ấy mà có những cái tài chính nó không được cao, đầu tư không được cao và muốn chơi những cái bộ nó đơn giản mà lại hiệu quả, thì anh em cứ nghiên cứu cho em những cái loa bát 30 hoặc bát 25 và một Con Đẩy Liền Vang liền mic như thế này. Đấy, em khẳng định với các bác là nó về chất lượng nó không hề thua kém so với những cái bộ mà đẩy vang mic trời. Anh em đã được biết là phần mềm của con này, vang số này rất khôn này, con đẩy này công suất khỏe này, và cái bộ mic này bình thường mình đã mua ở ngoài rơi tầm 2,5 triệu gần 3 triệu thôi đấy, mà mình mua theo một cái combo mà em Thanh bán như này, loa cũng bớt tiền đi mà đẩy liền vang cũng bớt tiền đi đấy, nó tạo thành một cái combo 17,5 triệu bao ship cho anh em đấy, nó quá là ngon luôn cho anh em đó. Hy vọng clip này sẽ được anh em đón nhận và có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Thanh nhé, để em Thanh hỗ trợ tốt nhất nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.